Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học khóa học 10 của olm.vn Hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu về bài Quy tắc ốc tít Nội dung bài học của chúng ta gồm có 3 phần 1. Liên kết hóa học 2. Quy tắc ốc tít và 3. Vận dụng Bây giờ, cô và các em cùng nhìn lên trên slide ta đi tìm hiểu về liên kết hóa học Trên slide là mô tả quá trình hình thành liên kết của phân tử hydrogen và fluorine theo các em, hai nguyên tử trên đã bắt chước cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố nào khi tham gia liên kết? Câu trả lời của các em rất chính xác. Ta thấy nguyên tử hydrogen đang cố gắng bắt chước helium, còn fluorine cố gắng bắt chước niobium. Như vậy, nguyên tử của các nguyên tố dường như đang cố gắng bắt chước cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố khí hiếm để đạt được trạng thái bền vững hơn. Vậy, liên kết hóa học là gì? Cô và các em cùng đến với khái niệm. Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn. Ngoài ra, trong các phản ứng hóa học, chỉ có các electron độc thân lớp ngoài cùng và phân lớp sát với lớp ngoài cùng tham gia vào quá trình tạo thành liên kết và người ta gọi đó là electron hóa trị. Các em hãy quan sát trên slide, cô đã cung cấp một số nguyên tố nhóm A và sự biểu diễn nguyên tử với electron hóa trị. Ta thấy rằng nhóm 1A có một electron hóa trị, nhóm 4A có 4 electron hóa trị tương tự với các nguyên tố khác trong cùng một nhóm và trong một chu kỳ. Đối với liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn. Nói một cách dễ hiểu hơn thì đây là sự giảm năng lượng khi tham gia liên kết. Cô đã cung cấp khái niệm về liên kết hóa học. Các em hãy trả lời câu hỏi tương tác sau. Khi nguyên tử oxygen nhận thêm hai electron thì ion tạo thành có cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố nào? Câu trả lời của các em rất chính xác. Ta thấy rằng nguyên tử oxygen thuộc chu kỳ 2, nhóm 6A. Khi nhận thêm hai electron thì ion tạo thành sẽ có cấu hình của khí hiếm chu kỳ 2 là neon. Vậy làm sao ta biết được oxygen của chúng ta sẽ nhận thêm hai electron mà không phải là ba electron? Chúng ta hãy cùng đến với quy tắc octet. Khi hình thành liên kết hóa học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung e để đạt tới cấu hình electron bền vững của khí hiếm. Vì các khí hiếm trừ helium đều có 8 electron lớp ngoài cùng nên quy tắc này được gọi là quy tắc octet. Các em hãy quan sát trên slide là hình ảnh mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử nitrogen. Ta thấy rằng liên kết giữa hai nguyên tử nitrogen trong phân tử nitrogen được tạo bởi do mỗi nguyên tử nitrogen góp chung 3 electron hóa trị tạo nên 3 cặp electron chung. Như trên slide, người ta gọi đây là sự hình thành liên kết trong phân tử bằng cách góp chung electron. Các em tiếp tục theo dõi trên slide cô có ví dụ nguyên tử sodium, cấu hình có 11E và có một electron lớp ngoài cùng. Nếu như bây giờ cái nguyên tử sâu điểm này của chúng ta mất đi một E thì rất dễ đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm. Vậy thế thì cái sự mất đi một E này người ta gọi là sự hình thành liên kết trong phân tử bằng cách nhường electron và phần thu được của chúng ta sẽ mang điện tích dương gọi là ion sodium ký hiệu là Na+. Tương tự như vậy, cô có nguyên tử fluorine có 7 electron lớp ngoài cùng và ta nhận xét nhé, 7 của chúng ta rất là gần 8, cho nên là fluorine của chúng ta dễ dàng nhận thêm một electron để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm. Và đây người ta gọi là sự hình thành liên kết bằng cách nhận electron đấy. Và cái phần thu được của chúng ta thì sẽ mang cái điện tích âm và gọi đó là ion fluorine và ký hiệu là F trừ quy tắc octet giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự hình thành liên kết hóa học thông qua việc góp chung e, nhường e, nhận e để đạt được cấu hình bền của khí hiếm. Vậy thì bây giờ cô muốn các em giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử nước là H2O thì các em sẽ làm như thế nào để giải thích được sự hình thành này? Chúng ta cần phải phân tích. Ta thấy rằng trong phân tử nước của chúng ta có một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen, nguyên tử oxygen có Z bằng 8 cho nên cấu hình sẽ là 1s2 2s2 2p4 hydrogen Z bằng 1 nên cấu hình là 1s1. Như vậy oxygen có 6 electron hóa trị, còn hydrogen có 1 electron hóa trị. Mỗi một nguyên tử hydrogen cần thêm một electron và nguyên tử oxygen cần thêm hai electron để đạt được cấu hình electron bão hòa theo quy tắc octet. Vậy thì phân tử H2O của chúng ta sẽ có xu hướng góp chung e và các em hãy quan sát hình ảnh cô mô phỏng ở trên slide. Thông qua phân tử nước, ta nhận xét rằng trong phân tử có hai nguyên tử cùng thiếu e, chúng sẽ có xu hướng góp chung e để đạt được cấu hình bền vững các em hãy làm câu hỏi tương tác sau vận dụng quy tắc octet giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử sodium chloride tuy rằng câu hỏi tương tác vừa rồi của cô có hơi khác một chút so với ví dụ nhưng chúng ta hãy cùng phân tích phân tử sodium chloride của chúng ta được cấu tạo bởi một nguyên tử sodium và một nguyên tử chloride. Ta có cấu hình của sodium là 1S2, 2S2, 2B6 và 3S1. Như vậy, nguyên tử sodium có một electron hóa trị. Và nguyên tử chloride của chúng ta có cấu hình là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2 và 3B5 có 7 electron hóa trị. Nguyên tử sodium của chúng ta sẽ dễ nhường đi một electron hóa trị để tạo thành hạt mang điện tích dương và nguyên tử chloride của chúng ta dễ nhận một electron để tạo thành hạt mang điện tích âm. Um. Các hạt này đều đạt tới cấu hình electron bão hòa theo quy tắc octet và có điện tích trái dấu cho nên chúng sẽ hút nhau. Mở rộng thêm, không phải trong mọi trường hợp, nguyên tử nguyên tố khi tham gia liên kết đều tuân theo quy tắc octet, ví dụ như NO này, BH3 này. Và với các nguyên tố nhóm B, người ta thường áp dụng quy tắc khác tương ứng với quy tắc octet là quy tắc 18 electron để giải thích xu hướng khi tham gia liên kết hóa học. Các em có thể tìm hiểu thêm về quy tắc 18 electron này nhé. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta đã học về liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn và hai là quy tắc octet khi hình thành liên kết hóa học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt tới cấu hình electron bền vững của khí hiếm. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các em đã theo dõi. Các em hãy truy cập vào trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp. Đừng quên nhấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến OLM trên Youtube. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.